Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa đang hiện diện ở đây với chúng ta. Amen. Và Ngài hành động bởi và trong Thánh Linh của Ngài. Dạ, chúng ta không thấy bằng mắt thường, nhưng kết quả thì chúng ta nhận được. Amen. Cho nên có một cái nguyên tắc rất là hay mà tôi hay nhắc đi nhắc lại cho anh chị em, để chúng ta nhận được phép lạ của Chúa. Không ạ? Bước xin đi, ăn năn nhiều hơn. Ngài cần tấm lòng chúng ta thay đổi. Thực sự, những ân điển của Đức Chúa Trời dành cho con người là mặc định. Mặc định có nghĩa là Ngài tạo ra thế giới này để chúng ta được sống trọn lành, vui thỏa, bình an, yêu thương với Ngài. Đó là mặc định. Nhưng cái gì khiến cho chúng ta đau khổ? Chính là tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn vứt bỏ tội lỗi đi, lập tức ánh sáng tràn vào đời sống chúng ta. Vì vậy nguyên tắc cốt lõi là bớt xin, ăn năn nhiều hơn. Tự động đời sống chúng ta sẽ khác anh chị. Đó là một điều lạ lùng. Căn cứ theo điều đó đó, tôi đọc cho anh chị nghe một lời làm chứng rất mới. Dạ, rất mới, đã gửi cho tôi ở đây để khích lệ đức tin chị em. Hallelujah. Con chào mục sư, tạ ơn Chúa. Ngài đã sức dầu cho mục sư để mỗi lời ra từ miệng mục sư nói đều theo ý muốn của Ngài mà chạm đến tấm lòng của dân sự Ngài. Mục sư ơi, Chúa đã chọn con làm con cái của Ngài và đưa con từ Bắc vào Nam để theo lời gọi của Ngài là cha. Nhưng khi con vào nơi này thì con đã đi tìm kiếm hư vinh và sống như người ngoại. Rồi một lần nữa con rơi vào trũng bóng chết. Con đã từng đến đứng trên tầng thứ 19 của tòa nhà và có ý định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng Chúa đã cứu con một lần nữa. Chúa đã giang tay đón con trở về và tha thứ cho con. Khi con nghe lời của Ngài, dần dần con được phục hồi. Và một lần nọ con đã nghe được sứ điệp truyền giảng của mục sư. Con mới tra xét lại lòng mình. Con thật có lỗi khi thấy Chúa. Chúa chỉ là bức bình phong cho những ham muốn tầm thường của con. Nhưng con tạ ơn Chúa vì Ngài không lấy mặt giận mà nhìn con. Ngài vẫn yêu con và ban cho con điều lòng con mong mỏi cầu xin. Và Ngài đã cho con nhiều hơn những gì mà lòng con suy tưởng. Và ngày 30 tháng 7 con đã đến được hội thánh ngầm muôn dân. Con có làm chứng những điều sau đây. Sau khi được một sư cầu nguyện giải cứu thì Chúa đã chữa lành bệnh đau vai gáy của con. Con không còn đau nhiều như trước nữa. Con đọc kinh thánh không còn buồn ngủ và đọc đến đâu thì hiểu đến đó, không còn lơ mơ như trước nữa. Sau ngày hôm đó, chủ nhà của con đã tự động giảm tiền cho con. Trước đó nhờ ơn Chúa con đã giảm từ 15 xuống 10, bây giờ chỉ còn 9 mà thôi. Tạ ơn Chúa. Nghe sao? Đến hội thánh nhà muôn dân, Chúa làm cho lợi đủ đường. Amen chứ. Wow, tuyệt vời. Đây là một lời chứng rất là khích lệ. Rất là khích lệ. Và mới 30 tháng 7 này, chủ nhật vừa rồi, vừa trước nữa đây. Đây là những cuộc đời được đổi thay khi mà Chúa thương xót, đưa bằng tay nhân từ của Ngài để đón trở về. Con người chúng ta rất dễ lầm lạc anh chị em. Chúng ta nay thế này mai thế khác, nhưng Chúa thì hằng còn đời đời. Dạ, hằng còn đời đời. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy lòng nhân từ của Chúa. Buổi sáng hôm nay đó, tôi cũng có một đôi điều muốn tâm sự với anh chị em. Chúng quy lại là để đời sống chúng ta được tốt lên, gần Chúa nhiều hơn và có những trải nghiệm tuyệt vời với Ngài. Đó là cái điều mà Đức Chúa Trời luôn mong mỏi. Nhưng mà có một cái điểm tôi muốn anh chị em chú ý như thế này ở trong cái đời sống của mình đó. Nếu mà mình muốn có một cái đời sống nó tốt lên đó, thì mình phải làm một cái điều gì đó nó khác người thường một chút, tức là nó khác đám đông một chút.
khác một chút. Ví dụ như tôi nói dễ hiểu nhất cho anh chị em, dễ hiểu để tôi biết được cái ý định tôi muốn chia sẻ cho anh chị em giờ này. Ví dụ như anh chị em muốn mở ra một cái quán ăn trên một con đường, ví dụ anh em mở quán phở đi, phải không ạ? Trên con đường đó nó có thể có hàng chục quán phở rồi. Anh chị em muốn kinh doanh có lời thì anh em phải có một cái chiến lược khác tất cả 10 quán khác, đúng không ạ? Đó là sự thật. Còn nếu anh em làm giống ý như 10 quán kia thì không có cơ sở gì để khách hàng nó vô quán của anh cả. Nó vẫn có thể vào những quán khác mà. Như vậy thì mình phải làm một cái điều gì đó khác biệt thì đời sống chúng ta tự nhiên thay đổi. Trong kinh doanh mình làm một cái điều gì đó khác biệt, doanh thu mình sẽ khác. Mình phải làm đặc biệt hơn, ngon hơn, giá rẻ hơn, hoặc là dịch vụ mình đối với thực khách phải tuyệt vời hơn. Người ta vào người ta phải là gì? Có cái câu rất hay là bằng lòng khách đến mà hài lòng khách đi, phải không ạ? Ví dụ thế thì cái việc kinh doanh của mình nó mới được tăng trưởng. Và đời sống của chúng ta đi với Chúa cũng vậy, thưa ông bà anh chị em. Nếu chúng ta muốn một điều gì đó vượt trội, chúng ta phải sống một đời khác với bình thường, khác với bình thường. Cho nên sứ điệp hôm nay tôi lấy tên là gì? Vượt mức bình thường. Vượt mức bình thường. Tôi gửi thông điệp này cho tất cả những anh chị em đang ấp ủ một ước mơ, hay đang có một hoài bão, đang có một điều gì đó khát khao để Đức Chúa Trời dùng mình một cách phi thường giữa thế giới bình thường này. Hãy nghe thông điệp này, không ạ? Đó là cái điều cần. Nếu chúng ta giống y như mọi người thì không có lý do gì chúng ta có thể làm được những việc phi thường. Không, phải có điều gì đó khác đi đó. Và cuộc sống chúng ta đang sống đó, nó có rất nhiều thứ mặc định mà nó vô tình trói chúng ta. Tôi và ông bạn cho em sinh ra lọt khỏi lòng mẹ, lớn lên trong một gia đình, đi học và kể từ ngày ý thức được thế giới này thì có vô số thứ mặc định, vô số thứ, và mình cho rằng những điều đó là bình thường. Bình thường. Và chúng ta cũng vô tình sống trong cái bình thường đó. Chúng ta không có cái khái niệm để vượt lên. Chúng ta hoàn toàn không có cái ý thức để vượt lên. Hoặc là đôi khi chúng ta cũng không biết cách để vượt lên. Rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ, vô số, từ văn hóa, cách sống, rồi cách cư xử trong xã hội, công ăn chuyện làm, đối xử với tiền bạc, đối xử với nhau, quan hệ giữa vợ chồng, con cái, trong gia đình, tất cả nó đều có một cái khuôn mẫu nào đó. Và chúng ta sinh ra ở trong cái khuôn mẫu đó, chúng ta rất khó để mà vượt lên đó. Phải không ạ? Và thế giới này luôn luôn tiến tới, và nó tạo ra một số những cái bình thường nữa, và nó khiến cho con người cũng phải chấp nhận. Nếu như thế hệ chúng ta qua đi và thế hệ khác đến, sinh ra trong cái bình thường đó, họ tự chấp nhận. Ví dụ như trong thời gian Covid vừa rồi, anh chị em hay nghe cái thuật ngữ gì anh chị em? Bình thường mới, phải không ạ? Bình thường mới. Mọi người đi ra đường là phải đeo cái khẩu trang, đó là bình thường mới. bình thường cũ thì không ai đeo khẩu trang, nhưng mà bình thường mới là phải có cái miếng dẻ trên miệng, đó là bình thường mới. Chúng ta cho rằng là như vậy. Cho nên là những cái điều như vậy. Hoặc là ở trong những cái thế giới phương Tây, Việt Nam mình thì chưa có, nhưng trong thế giới phương Tây thì nó tiến tới cái chỗ là bây giờ cái chuyện làm đám cưới giữa hai người nam với nhau và hai người nữ với nhau là bình thường, chấp nhận đấy. Và người ta sống quen với đó, người ta thấy trước kia thì đám cưới thì phải có người nam người nữ, bây giờ đợt với đợt, cái với cái cưới nhau, ok, bình thường. Và lâu dần chúng ta coi sự đó là bình thường. Hai ông đực sống với nhau, ok. Hai con cái sống với nhau, ok. Thậm chí là sinh con nữa chứ, mới đọc chứ đó. Và chúng ta coi cái đó là bình thường. Đó. Có thể thế hệ chúng ta được qua đi, một thế hệ khác được dựng lên, và nó mình sinh ra trong thế giới này rồi, cho nên đừng có chống trả, đừng có thay đổi gì nữa, bình thường thôi mà, có gì đâu, kệ. Cứ đăng ký kết hôn, sống thoải mái. Đó. Và nhiều cái khác nữa. Nó gọi là cái bình thường. Và những cái bình thường đó anh chị em, nó trói chúng ta. Có một
một số thứ rất thoải mái với con người, nhưng lại là tội ác trước mặt Đức Chúa Trời. Có một số thứ mình cho là con người ta là bình thường, nhưng đối với Đức Chúa Trời là gớm ghiếc. Đây, tôi muốn cảnh tỉnh chúng ta một số điều tương tự như vậy, phải không ạ? Rồi trong những cách lối sống, chúng ta cũng được dạy một số những cái mà người ta cho rằng là bình thường. Bình thường có nghĩa là sống đi làm và cố gắng tích lũy cho nó nhiều của cải, đó là bình thường. Mà lời của Chúa thì lại dạy một cái điều gì đó khác hơn. Lời của Chúa dạy là đừng có bao giờ chỉ trích chữ của cải, mà phải dùng của cải đó được ban ra để xây dựng trong cái cõi đời đời một gia sản cho chúng ta. Nó rất là khác. Nhưng mà người bình thường thì người ta không hiểu cái đó. Người ta cho rằng ủa, cái đó là viển vông, cái đó là xa vời, cái đó là hoang tưởng. Còn cái thực tế bình thường mà mọi người đang sống là cứ tích trữ cho nhiều đi, đó là bình thường. Họ cho như vậy. Bình thường có nghĩa là sống với nhau, nếu mà gì ạ, cãi vã nhau, nếu mà xung đột nhau thì phải trả thù, thì phải chiến tranh, thì phải đánh với nhau. Anh em thấy thế giới ngày hôm nay, nước nọ đánh nước kia, người nọ đánh người kia, chửi bới nhau lung tung hết tất cả mọi thứ. Và người ta nói úi, bình thường. Bình thường. Nhưng Kinh Thánh thì nói rằng yêu thương nhau, tha thứ nhau, bỏ qua cho nhau mới là vượt lên mức bình thường. Thế giới mới tốt đẹp, anh chị em thấy không ạ? Và nhiều thứ khác nữa, nhiều thứ khác nữa trong cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay đó, cậy ơn lời của Chúa, tôi sẽ dùng vài câu chuyện trong Kinh Thánh, mục đích là để tôi đưa ra cho anh chị em thấy, thấy Chúa Giêsu chúng ta đã đến thế giới này, và lối sống của Ngài, tư tưởng của Ngài, lời nói của Ngài, hành động của Ngài hoàn toàn vượt trên mức bình thường để chúng ta học tập. Và nếu chúng ta học tập giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng sống cuộc sống giống như Ngài, vượt trên mức bình thường để làm những điều phi thường. Đó là tấm gương mà chúng ta cần học tập, anh chị em. Cần học tập. Vì vậy anh chị em hãy chuẩn bị tư tưởng của mình. Chuẩn bị để làm gì? Chuẩn bị để thay đổi, phải không ạ? Thay đổi. Chuẩn bị để thay đổi. Giống như cái màn hình hồi nãy vừa chiếu đó. Mọi người nghĩ rằng bình thường là gì? Sống phải uống thuốc, phải bệnh, phải đau, phải đến bệnh viện. Người ta nói một tháng bệnh vài lần là bình thường. Nhưng mà tôi nói với anh, Chúa nói là sống không bệnh tật mới là hơn bình thường. Đó, chị tao. Chúa cho chúng ta nhiều điều để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà chúng ta phải thay đổi tâm trí. Bởi vì khi chúng ta thay đổi tâm trí, chúng ta mới có đức tin để đón nhận cái điều Chúa dành cho mình. Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói cùng anh chị em buổi sáng hôm nay là trong Mác chương 3. Trong Mác chương 3. Sách Mác chương 3, anh chị em ha. Chúng ta cùng nhau vài câu chuyện thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề mà mình muốn nói ở đây. Mác chương 3. Rồi, tôi đọc anh chị em nghe nha. Lần khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với Phê-hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đó, đây là câu chuyện rất là thời sự, phải không anh em ha? Và lạ lùng thay, khi anh em đọc trong Tân Ước đó, về cuộc đời Chúa Giêsu đó, chúng ta thấy là Chúa Giêsu rất hay chữa lành trong ngày Sa-bát. Đấy, phải không ạ? Chữa lành nhiều lắm. Mặc dù Ngài biết rằng việc Ngài làm sẽ kích động tầng lớp tôn giáo cuồng tín thời bấy giờ,
để giết Ngài, tìm cớ để giết Ngài. Mỗi lần Ngài chữa lành trong ngày Sa-bát thì họ tức giận, họ tìm cớ giết Ngài. Một phép lạ xảy ra, một cuộc đời được cứu, được phục hồi, nhưng người ta tìm cách giết Chúa Giê-xu. Đó là thế giới chúng ta đang sống. 2000 năm trước thế nào, bây giờ nó cũng y xì thế đó, không gì thay đổi đâu anh chị em. Có thể ngôn từ hôm nay nó khác đi một chút, nhưng mà tâm địa thì như nhau. Giết được thì giết rồi. Giờ nó giết chưa được, chứ giết được thì giết rồi, phải không anh chị em? Nhưng vấn đề chúng ta bàn ở đây nè, là trong dân Israel có một ngày gọi là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát, đây chúng ta có thể gọi là cái văn hóa của dân Israel. Cái văn hóa của dân này là cái ngày Sa-bát, là cái ngày nghỉ ngơi. Đơn giản ở trong suốt Ai Cập ký, Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel là các ngươi phải làm việc chăm chỉ trong 6 ngày. Ngày thứ 7 các ngươi phải nghỉ mọi việc tay mình làm để thờ phượng Chúa, để phục hồi sức khỏe, để đem lại ích lợi cho gia đình, cho xã hội, cho niềm tin và cho chính vinh quang của Chúa. Ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con người. Đó, đơn giản vậy. Tuy nhiên, cái tầng lớp tôn giáo thời bấy giờ, họ biến ngày Sa-bát trở thành một công cụ để quản lý, một công cụ để biến thành luật, biến thành luật để có thể kiện cáo, bỏ tù, chém giết. Ngày Sa-bát Đức Chúa Trời nói đơn giản là các ngươi hãy nghỉ ngơi, nhưng mà những người Pha-ri-si, thầy thông giáo thì tham vô đó, đừng có di chuyển vật gì bằng tay. Ví dụ như là nó nói vậy nè anh chị em, ví dụ như có cái bút để đây, mà ngày Sa-bát mà anh lấy tay anh cầm cái bút anh để đây là phạm luật rồi. Nhưng mà nếu cái bút đây mà anh lấy miệng anh thổi thì không phạm. Nó vậy á, nó làm những cái điều rất là quái đảng vào cái điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Cái mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời là tạo ngày Sa-bát để con người phục hồi sức khỏe sau 6 ngày lao động, đơn giản thế thôi. Nhưng mà con người nắm cái tốt đó biến thành cái thứ phải nói là truyền thống quái dị, biến thành luật để chém giết, phạt, cai trị đủ kiểu, và đưa con người vào trong vòng nô lệ của những cái gọi là văn hóa truyền thống của con người mà con người không nhận ra. Và con người từ đó thấy rằng ngày Sa-bát của Chúa không còn là cơ hội nghỉ ngơi, không còn là ân điển nữa, mà là một gì? Gánh nặng trong cuộc sống. Không ai dám vượt qua cái bình thường đó trong xã hội Israel, không ai dám. Bởi vì nếu người ta vượt qua, người ta sẽ bị bỏ tù, người ta sẽ bị chém chết, người ta sẽ bị dè biểu, người ta sẽ bị loại khỏi cộng đồng, cho là bất thường. Tôi liên hệ điều đó với xã hội của chúng ta, để anh em hôm nay mình học được bài học. Xã hội chúng ta có một khái niệm rất hay là hãy hiếu kính cha mẹ mình, hãy hiếu thảo với ông bà, đúng không anh chị em? Cái văn hóa Á Đông của chúng ta nó có cái hay hơn phương Tây ở cái chỗ là một gia đình có thể sống nhiều thế hệ bên trong, trong tình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau rất tuyệt vời. Đó là cái văn hóa rất hay của Á Đông chúng ta, trong đó có đất nước Việt Nam. Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là gì? Chăm sóc cha mẹ mình lúc về già, cung ứng mọi nhu cầu cần thiết cho cha mẹ mình lúc về già, an ủi về mặt tinh thần lẫn thể chất để cha mẹ mình có thể sống trong tình yêu và sự ấm áp bên con cháu đến trọn đời. Đó là hiếu kính. Nhưng mà rồi anh em xem nè, cái truyền thống đẹp đẽ đó, tôi không biết cái giới nào nó đã thêm thắt vô, nó bảo bây giờ muốn hiếu kính cha mẹ đó thì phải lập thêm cái bàn thờ là cái góc kia nè. Đó. Rồi ngày cha mẹ chết là làm to đùng lên, nó phải vay tiền hàng trăm triệu xây cái mã cho nó bự như cái nhà thờ vậy đó. Cái đó mới là hiếu kính. Ai
mà không thờ, không cúng, không gà, không vịt thì cái đó là bất hiếu. Trong khi lúc cha mẹ cùng sống thì có thể đi ăn mày đang ngồi đầu đường kia nè, nhưng mà chết rồi thì mâm cao cổ đầy, đến đến đi, tôi đang hiếu kính cha mẹ đây. Cái đạo đức giả đó nó trói người Việt Nam chúng ta vào trong cái phẩm chất hiếu kính giả tạo, mỏi mệt, phiền phức, vô ích và chả được một cái gì cả. Anh chị thấy không ạ? Nhưng trong 98 triệu người Việt Nam chúng ta, ai dám phá vỡ cái bình thường đó trong xã hội? Ai? Tôi nói anh chị em, không một ai, chỉ trừ chúng ta là những người tin kính Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Cho nên tôi nói Chúa kêu chúng ta đến để sống trên mức bình thường. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta ngồi đây và những anh chị em trên mạng, trên live stream, nếu anh chị em muốn sống một đời phi thường, hãy sống trên mức bình thường. Xã hội hôm nay có nhiều cái quái đản, nhưng ánh sáng nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời, chúng ta dám phá vỡ những cái truyền thống văn hóa bậy bạ đó, thì chúng ta thực sự trở thành một con người hiếu kính ông bà cha mẹ đúng lễ thật của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta không thoát ra được, cho dù chúng ta có tin Chúa, đi nhà thờ, nhưng chúng ta không thoát ra được, thì về nhà dưới áp lực này nọ, chúng ta vẫn sao? Vẫn xì sụp à, ngày giỗ, ngày đám, ngày nọ, ngày kia, chúng ta vẫn phải có mặt. Cái đồ dân tế cho quỷ ma linh sự chết, chúng ta vẫn nóc vô trong bụng đầy hết, rồi đi giải cứu nó nóc ra tùm lum tùm la. Anh em thấy không? Đó, đó là sự thật thôi. Kinh Thánh chép rất rõ, đồ mà người ngoại đạo cúng tế là không có phải dâng cho Đức Chúa Trời mà dâng cho ma quỷ. Tôi không muốn anh em thông đồng với ma quỷ. Kinh Thánh chép như thế, nhưng đôi khi không phải người nào trong chúng ta cũng nhận ra và dám sống vượt lên mức bình thường. Tôi khích lệ tất cả anh em mình hãy vượt lên mức bình thường. Amen. Việc đó đi, giống như Chúa Giê-xu trong câu chuyện này, xã hội thời bấy giờ không cho phép làm bất cứ điều gì trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát trở thành một cái gánh nặng rườm ra, một cái gánh nặng rất là nhiều chi tiết rườm ra, giống như cái hủ tục văn hóa thờ cúng người chết của dân tộc Việt Nam gì đó, rườm ra đố kiếu. Nhưng Chúa Giê-xu dẫn người bị teo tay lại và hỏi họ, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người, trả lời đi. Họ không trả lời được. Cho nên tôi khích lệ anh chị em về hỏi người ta. Hiếu kính cha mẹ là lúc còn sống hay là chết? Anh trả lời đi. Thế thì chết rồi anh làm cái đây làm gì? Anh trả lời đi. Cầm họng hết luôn. Đúng rồi đó, nhưng đâu phải ai cũng dám hỏi câu đó. Về hỏi đi anh chị em ha. Về dựng chồng vợ mình lên hỏi, dựng ông bà từ đường nào đó lên hỏi, đúng không ạ? Hỏi đi, hỏi như Chúa hỏi nè, hỏi như Chúa hỏi nè. Hiếu kính ông bà cha mẹ là lúc sống hay chết? Thế thì chết rồi cái này để làm gì? Cầm luôn, không trả lời được. Thế là anh em mình được tự do. Anh em không ạ? Tự do. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên lý do mà Chúa Giê-xu cứu hay chữa lành trong ngày Sa-bát là Ngài có mục đích của Ngài. Ngài muốn cho những người đi theo Ngài hiểu rằng đừng để cho những truyền thống văn hóa ngoại đạo phi kinh thánh, phi lễ thật trói đời sống chúng ta. Những sợi dây đó nó giới hạn đời sống chúng ta, nó làm mù lò tâm trí chúng ta, và nó khiến chúng ta không thể nào sống theo lễ thật của Đức Chúa Trời. Tôi đã gặp rất nhiều người rất muốn tin Chúa, nhưng họ nói thế này nè anh chị: thưa mục sư, tôi muốn tin Chúa lắm, nhưng mà tôi là con trưởng, cho nên tôi có cái từ đường khổng lồ như này nè, tôi phải cúng, phải bái, phải thờ, phải lạy một năm mấy lần như thế,
không thể tin Chúa được. Tôi nói anh, cái từ đường thì chắc là nó cũng tan với anh, nhưng mà cái linh hồn của anh nó đi đâu? Anh ôm cái từ đường đó anh lên thiên đàng được không? Giải thích gãy cả lưỡi luôn. Nhưng mà người ta vẫn không thể nào bước mình ra khỏi cái rất bình thường đó trong xã hội. Anh chị em thấy chưa? Cho nên không phải nếu không có ánh sáng, không có lẽ thật, những cái việc rất đơn giản thôi, chúng ta cũng không thoát ra được đâu anh chị em. Nó trói rất là chặt con người Việt Nam. Cái văn hóa thờ lại người chết, nó trói rất chặt con người Việt Nam chúng ta. Và nó làm méo mó cái phẩm chất đạo đức hiếu kính cha mẹ một cách thực sự. Méo mó hết trơn. Méo mó hết. Lúc cha mẹ còn sống thì chửi bới đá đầu này đá đầu kia hỗn hào, rồi là mắng chửi la khét, bảo là ông bà chỉ là gánh nặng của tôi thôi, tôi mệt mỏi với ông bà lắm rồi, chết đi cho tôi rảnh. Nhưng khi ông bà vừa tắt hơi một cái thì dựng để ngay ảnh lên bàn thờ, ôi ban phước cho tụi con. Tôi nói nếu mà ông bà đó ông sống lại, ông vác ba tô đập một phát bể đầu luôn, ban phước cái gì? Đúng không anh em, đúng không? Nếu thực sự ông bà đó mà thực sự ngồi trên bàn thờ thì ông vác ba tô đập một phát vỡ não lên. Tại vì khi tao sống tụi bay nói như thế, tụi bay hành tao như thế, bây giờ ban phước cái gì? Đúng không anh em? Đó là cái đạo đức giả của chúng ta. Cho nên tao nói anh em nè, quyết định chúng ta đi theo lễ thật. Đi theo lễ thật. Hãy hiếu kính cha mẹ đúng kinh thánh. Amen chứ. Khi cha mẹ còn sống hãy làm bất cứ điều gì có thể để cha mẹ mình tốt nhất. Khi cha mẹ mình khuất rồi, linh hồn thuộc về Đức Chúa Trời lo, chúng ta không còn quan tâm nữa. Khi hồn lìa khỏi xác, chúng ta không còn quan tâm nữa, để Đức Chúa Trời lo. Còn khi còn trên đất, đó là bổn phận của chúng ta. Amen chị anh chị em. Hãy sống trên mức bình thường. Amen. Một câu chuyện thứ hai, một câu chuyện thứ hai là trong Dân chương 8. Anh chị em mở Dân chương 8 ra. Dạ. Chúng ta cứ đọc những câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của Chúa. Dạ. Đây, Dân chương 8. Cái lần Dân chương 8 kể một câu chuyện rất là tuyệt vời. Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi đó dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang và tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn thầy thì nghĩ sao? Này hay, câu chuyện này rất hay, đọc đi đọc lại vẫn hay đó. Và khi họ nói là còn thầy, thầy nghĩ sao, thì Chúa Giêsu cứ cúi xuống đất viết. Họ ngon rằng vậy. Sao họ nói đi chứ thầy nghĩ sao? Sao cứ im lặng như thế? Bây giờ ném đá không ném đá? Bây giờ tôi đi rình suốt đêm tôi mới bắt được bà này, khổ lắm rồi, đổ mồ hôi chứ đâu có phải đơn giản mà bắt quả tang được. Ngồi tình trong lùm bụi rồi đó, rình khắp chỗ đâu phải đâu. Dạ, ông trả lời đi, giờ ném đá hay là để cho bà sống đây? Thầy Chúa cứ viết, cứ viết, cứ viết, cứ viết, không trả lời. Bắt đầu đến giây phút căng thẳng quá, thì Chúa ngước lên, Chúa mới nói: trong tất cả các ngươi, ai chưa từng phạm tội thì hãy cầm cục đá ném đi. Một câu rất giản dị, nhưng Kinh Thánh chép rằng người già nhất thì bỏ đi trước nhất. Đi hết, đi hết. Cuối cùng còn mỗi người đàn bà này. Và rồi Chúa Giêsu ngước lên hỏi: ô, sao họ không đi đâu hết trơn rồi à? Không ai phán xét ngươi à? Người đàn bà nói: không thưa thầy. Thì Chúa nói: ta cũng không phán xét ngươi. Ngươi hãy đi cho bình an và đừng phạm tội nữa. Đó là Chúa chúng ta. Bây giờ tôi phân tích câu chuyện này. Chúa Giêsu đang sống trong một cái xã hội mà luật lệ ràng buộc à, và cái chuyện một người phạm tội tà dâm bị ném đá chết là bình thường. Bình thường, đó là rất bình thường. Chuyện này không có ai phản bác hết đó, cũng không có ai lên án, không có ai kiện cáo hết đó.
hãy bắt quả tang là em đã chết. Chúa Giêsu chúng ta đang sống trong xã hội đó, và theo lẽ thường tình thì chắc chắn Ngài cũng sẽ hành động giống như mọi người xung quanh. Nếu tôi và bạn em sống trong một cái xã hội mà họ có cái luật như vậy, thì lớn lên trong tâm trí chúng ta, trong cách hành xử chúng ta cũng hành xử tương tự như vậy, khác gì đâu. Nhưng kỳ lạ thay, Chúa Giêsu chúng ta có một cách hành xử khác hoàn toàn, khác hoàn toàn, khác biệt hoàn toàn, mà tôi gọi là vượt trên bình thường. Đó là thay vì đón xét thì Ngài tha thứ, thay vì giết chết thì Ngài cho cơ hội để sống và làm lại cuộc đời. Tại sao xã hội sinh ra những sự đón xét anh chị em? Cái vấn đề nằm ở chỗ này, để chúng ta có thể thay đổi. Tôi thay đổi, anh chị em sẽ thay đổi. Chúng ta đón xét nhau bởi vì chúng ta không thừa nhận rằng mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đôi khi trong sâu thẳm tâm hồn, mình không thừa nhận mình đã là một tội nhân. Có rất là nhiều người khi hỏi: anh nên tin Chúa Giêsu đi phải không? Vì anh là một tội nhân cần được tha thứ. Và người ta nói: không, tôi đâu có phạm tội gì đâu, tôi tốt mà, tôi rất tốt, tôi không trộm cắp của ai, không giết người, không phạm luật pháp, chưa ở tù bao giờ, chưa có tiền án tiền sự, tôi rất tốt. Đây là suy nghĩ nhiều người. Và bởi vì cái suy nghĩ đó, người ta rất dễ đón xét người khác. Một người nghĩ mình rất tốt, người ta sẽ không chấp nhận sự xấu xa ở người khác. Trong hội thánh cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ mình là thánh sạch bậc nhất, mình sẽ rất khó chấp nhận một người nói là anh em mà còn phạm nhiều lỗi lầm. Chúng ta nhìn bằng nửa con mắt, thậm chí chúng ta bo xì người đó, chúng ta không thèm nói chuyện với người đó, thậm chí ta còn thậm chí nói: đừng đến gần tôi, ồ ê linh vừa vậy. Cái đó ạ. Cho nên bản chất của chúng ta là một tội nhân, nhưng vì lý do nào đó chúng ta sống trong một cái xã hội nó phân tầng, và nó khiến đôi khi nó cho chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn người khác. Nghĩ tốt về mình thì không có gì sai, nghĩ mình tốt không có gì sai, nhưng nghĩ mình tốt hơn người khác là nảy sinh vấn đề. Cái vấn đề đó chỗ đó anh chị. Cái vấn đề của các ông này đó, ông nghĩ rằng ông tốt hơn người đàn bà tà dâm, cho nên ông mới nắm cổ bà ấy, ông đặt ở giữa Chúa và ông nói: ném đá, bởi vì nó xấu hơn tao. Tao phạm tội ngoại tình nhưng chưa bắt quả tang, còn nó bị bắt quả tang nên phải giết. Đó là đôi khi như thế, mình có những cái ngụy biện, đúng không ạ? Tôi phạm tội ngoại tình nhưng mà chưa sinh đứa con nào, còn anh phạm tội ngoại tình anh sinh 5-7 đứa con, anh xấu hơn tôi. Đó nha. Trong xã hội đôi khi mình có những cái ngụy biện rất là quái đản, nhưng mà những ngụy biện đó nó dẫn chúng ta đến một lối sống phán xét người khác, phán xét người khác. Trong hội thánh cũng vậy. Nếu chúng ta không chịu thay đổi, chúng ta sẽ rất dễ phán xét anh em mình, rất dễ luôn. Tại vì con người nó có một cái bản tính bên trong, đó là nó tìm cái sự công bình riêng cho mình, mà không tìm sự công bình ban cho từ Đức Chúa Trời. Tôi vọng bạn xem công bình không phải vì mình công bình, mà Chúa Giêsu ban sự công bình của Ngài cho tôi vọng bạn xem. Đây là lẽ thật mình cần nhận ra. Còn về mặt mặt bằng chung với nhau, thì tôi và bạn chị em cũng từng là một tội nhân, cũng từng phạm tội như nhau, cũng từng xấu xa như nhau, cũng từng có những điều ác độc như nhau. Vì vậy khi chúng ta hiểu được điều này, tự nhiên trong con người chúng ta sẽ nảy sinh sự cảm thông và tha thứ, thay vì đón xét và lên án.
Đó, cho anh đó lên chị. Vì vậy Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trong thân xác, Ngài hiểu rõ con người, Ngài biết rõ sự yếu đuối của con người, Ngài biết rõ cái bản chất của con người. Cho nên đặt một người đàn bà phạm tội tà dâm ở trước giữa Ngài. Những người Pharisee và thầy thông giáo mong đợi Chúa Giêsu sẽ hành xử giống như như họ, mong đợi rằng Chúa Giêsu cũng sẽ nói ném đá đi. Đó. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Bởi vì Ngài hiểu con người, Ngài biết con người, Ngài cảm thông sự yếu đuối của con người, Ngài biết con người là một tội nhân và bản chất của nó là tội lỗi. Cho nên cái chuyện phạm tội là cái điều tất nhiên nếu chưa được cứu chuộc. Và Chúa Giêsu bằng lòng tha thứ. Đấy. Từ cái câu chuyện này chúng ta học được bài học gì để chúng ta có thể sống vượt trên bình thường? Bình thường trong xã hội, trong hội thánh, trong nhiều thứ thì con người sống là gì? Chỉ trích nhau, lên án nhau, phán xét nhau, không chấp nhận nhau, chia rẽ nhau, xung đột nhau. Nhưng con người sống vượt trên mức bình thường là cảm thông và tha thứ cho nhau. Đó là người phi thường. Một con người có bản phẩm chất phi thường là con người có thể yêu cái người mà không đáng được yêu, có thể thương xót cái người mà không đáng được thương xót, có thể làm được cái việc nhân từ cho cái người mà họ không xứng đáng một chút nào. Đó là phẩm chất phi thường. Chúa Giêsu chúng ta là đấng đó. Ngài chết cho tôi và bạn chị em, trong khi tôi và bạn chị em không xứng một chút nào. Tôi và bạn chị em là một tội nhân, thậm chí trước khi tin Chúa còn phỉ báng Ngài nữa. Nhưng Ngài biết trước, nhưng Ngài vẫn chết cho chúng ta. Ngài vẫn nói rằng Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Cả vì ta biết sự yếu đuối của các con. Cho nên anh chị em ơi, trong một hội thánh, trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong công sở, sống vượt trên bình thường là tha thứ những lỗi lầm của người đã phạm với mình, tha thứ cho những lỗi lầm của những người yếu đuối, tha thứ cho những lỗi lầm của những người thậm chí ngang bằng với mình, cũng xưng là anh em với mình, là cơ đốc nhân, là con cái Chúa với mình, nhưng vẫn đầu hàng và sa vào cám dỗ. Tha thứ, hãy tha thứ. Tôi biết anh chị em ngồi đây cũng như tôi trước kia, chúng ta rất dễ tha thứ cho cái người chưa biết Chúa ở ngoài đường kia. Chúng ta rất dễ tha thứ cho cái người chưa đọc Kinh Thánh bao giờ. Nhưng ngược lại, chúng ta rất khó tha thứ cho một người đã gọi là anh em, là con cái của Chúa, mà còn gian dối, mà còn tà dâm, mà còn đỉ đếm, mà còn nói hành, nói xấu, mà còn lừa lọc. Rất khó. Chúng ta không chấp nhận điều đó. Chúng ta cay đắng vì điều đó. Chúng ta lên án, công kích, hằn học vì điều đó. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng lẽ ra anh chị phải sống tốt như tôi, anh chị phải được như tôi, anh chị phải giống tôi, anh chị phải thấy tôi không? Tôi có bao giờ tà dâm đâu, tôi có bao giờ gian dối cái đâu, tôi có bao giờ nói hành nói xấu ai đâu, tôi có bao giờ thế này thế nọ. Tại sao anh chị cũng là con cái Chúa mà anh chị làm điều đó? Tôi không chấp nhận điều này. Đôi khi chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, thành thật đi, có những lúc trong phòng kín chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, tha thứ cho con, hôm nay con nóng giận rồi. Chúa tha thứ cho con, hôm nay con lỡ nói dối rồi. Chúa tha thứ cho con, hôm nay ở công sở con đã nói dối với sếp của con rồi. Có phải không? Nhưng chúng ta rất dễ quên lỗi lầm của mình mà không quên lỗi lầm của người khác. Đó là lý do mà mình không chấp nhận anh em mình phạm lỗi. Anh em ơi, hãy biết rằng mình cũng yếu đuối như anh em mình.
mình cũng có thể phạm tội như anh em mình. Mình cũng cần huyết Chúa Giêsu rửa mình như anh em mình. Mình cũng cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời như anh em mình. Amen. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta rất dễ cảm thông. Rất dễ cảm thông trong hội thánh. Và trong hội thánh sẽ không còn sự chia rẽ, nói hành, nói xấu, công kích, bơ xì, rồi là tránh mặt nhau nữa. Mà hội thánh sẽ trở thành một nơi tràn đầy tình yêu thương và tha thứ cho nhau. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta dung túng tội lỗi. Không, đây không phải. Chúng ta không chấp nhận, không thỏa hiệp với tội lỗi. Nhưng chúng ta sẵn lòng dùng tình yêu thương để che đậy, khiến cho tội lỗi không có chỗ mà phát tán. Một người phạm tội đến với chúng ta, chúng ta yêu thương, khuyên nhủ, tha thứ, người đó hoàn toàn có động lực mạnh mẽ hơn để bước ra và thoát khỏi tội lỗi đó. Còn nếu đến với chúng ta mà chúng ta bảo là giết, thế là người đã giết thì tôi đi ra thế gian thế thôi, là chúng ta mất người anh em mình, là một người Chúa đã chết thay. Vì vậy, tóm lại trong phần này, tôi muốn nói với anh chị em, sống trên mức, sống bình thường là xét đón nhau, nhưng sống trên mức bình thường là cảm thông và tha thứ cho nhau. Đó là điều mà chúng ta cần. Một câu chuyện nữa ở trong Ma-thơ chương 14. Anh chị em lật ra Ma-thơ chương 14. Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi anh chị em. Ma-thơ chương 14. Tôi đọc anh chị nghe từ câu 22. Cho anh chị em có kinh thánh hay theo dõi nha. Những câu chuyện này rất là lý thú. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: các người hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-rơ bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phi-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi, hầm sập xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: thầy thật là con Đức Chúa Trời. Yes. Có một điều rất là lạ là một điều như này. Vì một lý do nào đó mà tất cả mọi người sinh ra lọt khỏi lòng mẹ ý thức được đều sợ ma. Tất cả đều sợ ma. Mà tôi sẽ test thử một vài người ở đây là những người sợ ma, thì tôi mới hỏi người đó là: anh thấy ma chưa? Bảo chưa thấy, nhưng mà vẫn cứ sợ ma. Là không đó, cái xã hội bình thường của chúng ta, chúng ta sinh ra và nó đã vẽ sẵn một cái hình ảnh con ma, vẽ sẵn trong tâm trí, thậm chí nó vẽ sẵn trong để gọi là cái hệ di truyền của cha ông chúng ta rồi. Cho nên là lọt ra khỏi lòng mẹ là sợ ma rồi. Chưa biết ma quỷ ở đâu, chưa biết, nhưng mà cứ nói ma là sợ. Cho nên là tôi có một câu chuyện ngày xưa là hồi còn nhỏ hay chơi dại, là cái đường làng này nó khuya, nó tối đen thù lùi á, không ạ? Thì ngay cái khúc đó nó có một cái miếu người ta thờ. Thì trên cái miếu đó nó có một cái cây nó lớn lên, cái nó chia cái cành qua, nó phủ cả con đường này nè. Mà thường hồi nhỏ là bọn tôi là hay đi chơi về khuya, 12 giờ là hay đi qua hai con đường đó. Cho nên có cái anh kia, anh rất sợ ma, cho nên là biết rồi, kỳ này phải dọa anh này hơi đi chơi khuya về. Mà bắt đầu là bọn tôi thanh niên là bắt đầu cho một người mặc áo đen thù lùi ngồi trên cái cây đó. Đấy. Sau đó anh này anh đi chơi khuya, anh hít gió, làm ra vẻ rất không sợ, vì thường cái người sợ là hay hùng hổ lắm, hít gió rồi cái thứ đó. Đi đi,
Ngay đến cái cây đó, cái anh đó anh thông xuống một cái này, anh kia bất tỉnh nhân sự luôn, không chạy được, bất tỉnh luôn, nằm sủi lơ rồi, người mềm nhũn luôn, mọi người sợ chết rồi, mà không có hô hấp nhân tạo đâu, sắp lại đây. Cho nên tôi nói cái sợ ma là một cái thứ mà nó đang trong sâu tâm khảm con người. Và trong cái câu chuyện mà anh Trang vừa đọc, các môn đồ ở Israel cũng y sợ vậy luôn. Không phải chỉ Việt Nam người ta mới sợ ma, mà rất nhiều nền văn hóa khác người ta cũng sợ ma. Đấy, bình thường là sợ ma, đó là lối sống bình thường. Bình thường là gặp hoàn cảnh là sợ hãi, bình thường gặp nan đề là bối rối, là lo âu, là suy nghĩ, là mất ngủ, là stress, là trầm cảm, là muốn ra cầu Sài Gòn để đôi dép lại, phải không? Thêm từ đó nó mới dễ hiểu. Đó, đây là bình thường, bình thường của tất cả chúng ta, từ doanh nhân, tỷ phú, người tri thức, người không tri thức, họ đều sợ hãi khi có năng đề, họ đều sợ hãi bóng đêm, họ đều sợ hãi một điều gì đó vô hình sống trong cái thế giới này. Sợ lo là bình thường. Và tôi vọng bạn chị em, cha sinh mẹ đẻ ra đã được lập trình trong điều đó. Và vì sợ hãi, vì lo âu, vì những cái điều đó khiến cho chúng ta đôi khi không dám bước tới, không dám làm một cái gì cả, không dám bắt đầu một cái gì cả, và chịu bị giới hạn, chịu phải ở một cuộc sống bình thường như tất cả mọi người. Tôi gọi này là lối sống bình thường. Nhưng trong câu chuyện mà anh chị em vừa đọc, Chúa Giêsu cho chúng ta một lối sống cao hơn mức bình thường. Lối sống cao hơn mức bình thường đầu tiên là đừng sợ ma. Ê, Chúa nói ta đây đừng có sợ, mắt mới cứ bảo là con ma xong thì sợ lại. Lời Chúa Giêsu có một cái ẩn ý là muốn chúng ta đừng bao giờ sợ cái điều mà mình tưởng tượng ra. Nan đề chưa có, nhưng anh em đã vẽ nó trong tâm trí của mình rồi. Anh em đang mắc nợ đúng không? Anh em sợ quá, chắc chắn là giang hồ nó sẽ đến, và nó chưa làm gì anh em mà anh em nhắm mắt lại thấy tay chân mình cụt hết trơn rồi. Nó mắc bảo tâu đó, nó chặt rồi run lẩy bẩy không dám làm cái gì cả, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ đủ kiểu hết. Mà chắc gì nó chặt đâu, đôi khi đến nó năn nỉ anh kiếm cách trả tôi với, năn nỉ chứ nó có chặt đâu. Nhưng mà mình thì trong tâm trí cứ nghĩ là nó sẽ đến nó chặt hết tay chân mình, đó là cái tưởng tượng. Cho nên thật sự tôi nói với anh chị em, cái sợ ma của con người là sợ sự tưởng tượng. Chắc từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy con ma nào ở bên ngoài mà giết được ai rồi. Con ma bên trong á mới sợ. Con ma bên trong lòng chúng ta đó mới là cái sẽ giải quyết. Còn con ma mà ngồi trên gốc cây, trong miễu, trong này, mấy con ma đó đừng có sợ, nó không có làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta sợ bởi vì chúng ta tưởng tượng ra một cái bức tranh là nó sẽ đến rồi nó móc mắt, móc tay, móc đầu, móc cổ mình, cho nên nó ngã bất tỉnh nhân sự luôn. Đó không chạy nó có làm gì đâu mà chết trước rồi. Thậm chí là có người là tè luôn trong quần luôn. Bởi vì là nó sợ quá, đúng không ạ? Ở đây Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một bài học là gì? Hãy sống vượt lên trên sự sợ hãi, trước hết là nỗi sợ tưởng tượng trong lòng của mình. Anh chị em ơi, đừng tự tưởng tượng ra và sợ, nhưng hãy tưởng tượng ra những điều tốt đẹp của Chúa. Hãy thấy một Chúa Giêsu quyền năng trong hoàn cảnh của mình. Hãy thấy một Chúa Giêsu đi bộ được trên sóng biển trong hoàn cảnh của mình. Hãy thấy một Chúa Giêsu có thể phán một lời và mình cũng có thể đi trên sóng biển được trong hoàn cảnh của mình. Amen. Đó là người sống vượt trên mức bình thường. Nợ nần đến, bệnh tật đến, đau đớn đến, ma quỷ đến, phản ứng bình thường của anh chị em mình là gì? Sợ.
Rồi xong. Kỳ này ở nhà 6 tấm chắc luôn rồi. 6 tấm là cái hòm đấy. Chứ không phải 6 tấm là 6 lầu. Đúng hả? Bác sĩ nói một cái là thôi về thôi xong rồi. Ăn gì ăn chết rồi, sợ. Ung thư mà. Di căn mà. Suy thận giai đoạn 5 mà. Lọc máu cũng được mà. Chết rồi, chắc là chết rồi. Sợ. Nhưng Chúa dạy chúng ta một lối sống khác. Đối diện với năng đề, Chúa hỏi đức tin ngươi ở đâu? Sao ngươi ít đức tin thế? Đúng không ạ? Đối diện với một năng đề, Chúa muốn chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh, nhưng nhìn vào lời Chúa Giêsu phán. Và chính lời đó khiến anh chị em bước trên năng đề, bước trên bệnh tật, bước trên ma quỷ, và anh em có sức mạnh để vượt qua. Anh em hôm nay quyết định chưa? Sống vượt trên mức bình thường chưa? Đừng sợ hãi nữa được không? Tôi nói anh chị em, lời của tiên tri T.B. Joshua nói tôi vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay. Ông nói như thế này nè: một căn bệnh ở trong thân thể một cơ đốc nhân, chưa chắc căn bệnh đó đã giết chết người tín đồ đó, nhưng nỗi sợ căn bệnh đó giết chết người tín đồ đó. Nỗi sợ nó giết chết chúng ta. Sự lo âu giết chết chúng ta. Sợ hãi giết chết chúng ta. Còn năng đề thì Chúa Giêsu có thể giải quyết tốt. Anh em biết điều gì không? Tôi muốn chia sẻ chỗ này cho anh chị em nghe. Sợ hãi chính là đức tin của Satan. Tôi nhắc lại nha. Sợ hãi chính là đức tin của Satan. Anh em càng sợ bao nhiêu, anh em càng có đức tin lớn bấy nhiêu, nhưng trong Satan là nó sẽ đến cướp, giết, hủy diệt chúng ta. Anh em nhìn vào câu chuyện Phi-rơ đã được Chúa Giê-xu ban lời và đi trên mặt nước. Nhưng một lần nữa, điều gì đã nhấn chìm ông? Cái gì nhấn chìm? Sợ hãi đã nhờ lại nhấn chìm ông. Đây là bài học cho chúng ta. Tôi và bạn em đã trở thành con cái của Chúa, có lời của Chúa, có lời hứa của Chúa. Anh em đọc đi đọc lại hàng trăm ngàn lần. Anh em từng có thể đã kinh nghiệm phép lạ chữa lành của Chúa, đủ quỷ của Chúa, ban phước của Chúa, giải phóng nợ nần của Chúa. Nhưng tôi nói với anh chị em này, đừng nghĩ rằng nan đề lại sẽ không nhấn chìm anh chị em. Nó vẫn cứ tiếp tục đến, và nó sẽ nhấn chìm cuộc đời ta nếu ta lại tiếp tục sợ hãi. Vì thế tôi nói một lần nữa anh chị em, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Được không chứ? Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đây là mức sống vượt bình thường. 7 tỷ người trên thế giới này, trừ 3 tỷ đi, còn 4 thôi. 4 tỷ người trên thế giới này đang sống trong sợ hãi, lo lắng mỗi ngày. Nhưng tôi và bạn đêm sống trong bình an và đức tin mỗi ngày. Đó là lối sống vượt mức bình thường. Anh em phải về và lên dây cót tâm linh của mình. Còn nhất định không sợ. Cái từ sợ hãi không có trong từ điển của con. Con chỉ có đức tin và bước tới. Con chỉ có đắc thắng và chiến thắng. Con chỉ có là đi trên nó chứ không bao giờ đi dưới nó. Mình phải mỗi ngày lên dây cót. Và nếu anh chị em mà chưa giải quyết được á, vẫn sợ ma đó. Có rất nhiều con cái Chúa vẫn sợ ma, tôi biết. Mặc dù nói mạnh lắm, mặc dù nói là trong danh Giêsu ta trừ quỷ, nhưng mà ma vẫn cứ sợ. Đọc vậy đấy chứ, rất là ngược ngạo vậy. Những ai mà đang sợ như thế đó thì học Chúa Giêsu đi. Thấy không? Chúa Giêsu làm gì? Ngài lên núi cầu nguyện một mình với cha và ở trọn đêm trên đó. Anh em thử làm 2-3 đêm là hết sợ ngay gì đâu. Tôi nhớ có lần có anh chàng kia, anh đi lên núi anh cầu nguyện. Lúc đó bọn tôi đã 3 người
10 giờ rồi, 10 giờ đêm đó. Sau khi thông công 10 giờ đêm xong rồi, tôi nói thôi giờ khuya rồi, giờ mỗi một chúng ta là vác lều của mình đi xa 500 mét, không được ở gần, đi đi rồi ở trọn đêm cầu nguyện với Chúa. Anh nói dạ dạ một sư, được được, bây giờ tôi còn đi. Anh vừa bước ra được 20 phút nữa, anh cầu nguyện đến 4 giờ sáng luôn, không ngủ được. Vì sao? Sợ quá. Giữa núi rừng sợ chịu không nổi. Tôi kể câu chuyện đó, anh chị em nào trong tình cảnh này là phải lên núi cầu nguyện đi, để Chúa giải phóng mình. Nhiều khi nói cái miệng mạnh lắm mà do hoàn cảnh rồi mới biết, nói thì nói mạnh ghê lắm, nhưng mà bóng đêm nó xuống rồi là nhắm mắt lại là thấy ma chỗ này ma chỗ kia, có con đi sau lưng, con đi bên cạnh, ngủ không được luôn. Phải không vậy? Đôi khi chúng ta phải có một linh mạnh mẽ, phải rèn tập một linh mạnh mẽ giống Chúa Giêsu, không sợ bất cứ điều gì, chỉ kính sợ Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là điều Chúa muốn thấy. Phải không ạ? Đó là điều Chúa muốn thấy. Cho nên là anh chị em ơi, cái vấn đề sợ hãi này là vấn đề cực kỳ cốt lõi mà chúng ta cần phải giải quyết. Tôi nhắc lại với anh chị em, chính sự sợ hãi giết chết chúng ta, chứ không phải bệnh tật hay ma quỷ giết chết chúng ta. Dù bất kể nó là ung thư hay là cái gì, đối với Chúa như nhau. Nhưng khi chúng ta sợ là chúng ta thua. Sợ là thua. Còn tin là thắng. Amen, amen, amen. Sợ là thua, tin là thắng. Amen. Hãy nhớ giùm tôi câu đó hay đó. Sợ là thua mà tin là thắng. Amen. Phải tin, phải tin. Cảm ơn Chúa. Một câu chuyện cuối cùng, một câu chuyện cuối cùng để chúng ta học bài học từ sáng hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện ở trong Giăng chương 13. Giăng chương 13. Dạ. Yeah. Tôi đọc anh chị nghe câu chuyện này. Giăng chương 13. Dạ. Yeah. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đường bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con của trai của Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn quấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ, lại lấy khăn mình đã quấn mà lau chân cho. Câu 12. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Amen. Đây là đoạn kinh thánh rất là mầu nhiệm để chúng ta học được bài học khác thường. Chủ đề hôm nay của chúng ta là vượt trên mức bình thường mà. Chúng ta sống khác bình thường. Trong thế giới của chúng ta được dạy dỗ, được định hình, và tất cả các bậc cha mẹ điều dạy con mình: mai mốt là con phải làm chủ đó nha, mai mốt là con phải làm giám đốc đó nha, mai mốt là con phải làm thủ tướng đó nha, mai mốt con phải làm thế này ông nọ ông kia nữa, để con ngồi một chỗ con đập bàn con gõ thôi nha, người ta phải phục tùng con hết. Đó là văn hóa chúng ta. Chúng ta cố uốn nắn lên một cái hình ảnh của một người thầy, một người lãnh đạo, một người trí thức, một người cầm cân nảy mực, là một người cai trị và trăm người phải phục vụ mình. Đó là bình thường. Đó là bình thường. Và thế giới hôm nay nó nảy sinh ra chế độ nô lệ, nảy sinh ra những sự bạo hành trong gia đình, nảy sinh ra những áp bức, những trầm cảm nơi công sở, nơi làm việc, nảy sinh ra những vụ tự tử tại học đường, cũng vì cái lối khuôn mẫu lãnh đạo kiểu đó.
Phải không ạ? Đây là bình thường. Thế giới chúng ta đang sống cho điều đó là bình thường. Chúa Giê-xu cũng đã nói rồi, người ngồi ngoài kia ai làm lớn thì sử dụng quyền và thế để cai trị thần dân của mình, và gọi đó là làm ơn cho họ cai trị. Nhưng trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc, Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một gương mẫu, và Ngài cho chúng ta biết qua cái gương mẫu này là chúng ta có thể sống vượt trên bình thường, vượt trên bình thường, để làm được điều mà Đức Chúa Trời muốn làm cho thế giới này. Anh chị em biết thế giới này thiếu điều gì không? Thế giới này không thiếu. Bạn đi làm về, đá đôi giày cái búp vô góc kia, ngã trên đi văn, cầm tờ báo, mở tivi đọc. Còn bà vợ thì sao ạ? Tất bật cơm nước rửa chén, con cái la sùm mà đến 9 giờ tối rồi. Rồi ngày qua ngày, chắc đi bệnh viện chữa bệnh trầm cảm luôn. Và người ta cho cái quyền được phục vụ, vì tôi là lãnh đạo, tôi là chủ gia đình, tôi là người làm ra tiền, tôi phải được phục vụ. Đấy là năng đề. Đó là năng đề. Và trong hội thánh cũng vậy anh chị em. Tôi dựng nên hội thánh này, hội thánh này từ những con chiên, những tín hữu đầu tiên đến với tôi dựng lên bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới được như thế này. Bây giờ tôi phải được phục vụ. Anh em nghĩ thì sẽ thấy cái bức tranh rất thực tế. 10 năm trước tôi có thể tất bật không ạ, vừa đạp xích lô vừa đi làm chứng để cho xây dựng hội thánh. Khi hội thánh lớn lên rồi, mạnh rồi, nhiều điều rồi, thì tôi chỉ là câm lê cà ra vát, ngồi phòng máy lạnh, rồi có thư ký, rồi đưa trà, đồ uống đàng hoàng. Không ai nhìn thực tế sẽ thấy như thế. Nhưng mà tôi nói với anh chị em này, Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một khuôn mẫu không phải như vậy. Không phải như vậy. Hoàn toàn không phải. Chúa Giê-xu để cho chúng ta một khuôn mẫu rằng làm thầy làm chúa là phải rửa chân. Ai làm lớn là phải phục vụ, làm đầy tớ. Nó ngược không anh chị em? Nó ngược vô cùng. Nó ngược so với mức bình thường. Và tôi gọi đó là sống vượt trên bình thường. Người lãnh đạo, người có vai vế, người có quyền hạn mà sống phục vụ người khác, thì tôi gọi đó là mức sống vượt bình thường. Rất hiếm những con người đó trên thế giới này. Tôi đó anh em tìm mà nhiều được người này, hiếm vô cùng. Và Chúa Giê-xu là người đầu tiên. Chúa Giê-xu là người đầu tiên, và Ngài để cho chúng ta một cái khuôn mẫu như vậy. Rồi chúng ta đọc thấy các sứ đồ của Chúa là những người tiếp nối. Anh em đọc cuộc đời của sứ đồ Phao-lô sẽ thấy ông nói ông có thể là một người tự do, ông có thể là một người danh gia vọng tộc, ông có thể là một người có quyền có chức, nhưng tôi bằng lòng làm đầy tớ anh em vì cơ Đấng Christ. Đó là lời của sứ đồ Phao-lô. Cho nên anh chị em ơi, qua câu chuyện rửa chân này, tôi muốn truyền đạt cho tất cả chúng ta là những người khát khao muốn phục vụ Chúa, hãy thay đổi cách nghĩ về một người lãnh đạo của mình. Có thể chúng ta đã từng được dạy trong trường, dạy trong gia đình, dạy trong xã hội rằng người lãnh đạo là phải thế nào, có thẩm quyền ra sao, phải được cung phụng như thế nào. Chúng ta định hình cái điều đó, ai cũng vươn lên cái ngôi đó hết á. Giống như câu chuyện văn hóa ở trong đất nước chúng ta, nó vẽ một cái bức tranh trong Tuổi Trẻ Cười đó. Anh em đã từng xem bức tranh chưa? Có một cái hố đào, đúng không ạ? Và rất là nhiều người đứng ở trên, mà có một người đứng ở dưới thôi. Đúng một người cầm cái xẻng đứng ở dưới, nhưng 10 người đứng ở trên. Thì 10 người đó là giám đốc nè, trưởng phòng nhân sự nè, giám sát nè, kiểm định nè, rồi người chạy vật tư nè, đứng hết trên hố vào đầu chỉ. Còn mỗi một anh công nhân đứng ở dưới à. Đấy, 11 người, chỉ có một người làm việc thôi, còn 10 người kia lãnh đạo hết. Và người ta định hình rằng lãnh đạo là không làm việc,
Nhưng Chúa Giêsu hôm nay để lại cho chúng ta một bức tranh cho những ai khao khát phục vụ Chúa trong vương quốc của Ngài. Anh chị em ơi, hãy phục vụ anh em mình, hãy phục vụ người khác, tận tụy với người khác. Đó, đây chính là lối sống vượt mức bình thường. Vượt mức bình thường. Hãy lấy ơn Đức Chúa Trời ban cho mình mà phục vụ lẫn nhau. Đây là lời của Chúa. Cho nên anh chị em muốn được ơn không? Muốn có nhiều ân tứ không? Muốn ân tứ mình sắc bén không? Tôi chỉ cho anh em cách. Và đây cũng là kinh nghiệm cá nhân tôi thấy. Nếu anh em muốn được ơn chữa lành bệnh đúng không? Rất dễ. Anh em phải siêng năng cầu nguyện cho thật nhiều người bệnh, phục vụ thật nhiều người bệnh, tự nhiên ơn chữa bệnh của anh em bắt đầu gia tăng. Anh em muốn đủ quỷ phải không? Muốn đủ quỷ một cách sắc bén phải không ạ? Hãy phục vụ những người quỷ ám càng nhiều càng tốt, ơn đó sẽ gia tăng. Cho nên ở trong Chúa tôi thấy Đức Chúa Trời làm rất hay. Là gì? Càng phục vụ càng được ơn. Còn mà ngồi vắt chân chữ ngủ rung đùi uống trà không có ơn gì hết trơn. Tôi đố anh chị em tìm thấy cái người nào mà ngồi vắt chân chữ ngủ rung đùi uống trà mà người đó có ơn à? Không có. Trơn trơn nó thun luôn từ đỉnh đầu đến góc chân, không có một cái ơn gì hết. Còn cái người lặn lội phục vụ người khác là người đầy ơn. Đây là vương quốc Đức Chúa Trời. Cho nên hỡi những người muốn phục vụ Chúa, hãy bắt chước Chúa Giêsu, sống vượt trên mức bình thường, hy sinh thời giờ, hy sinh sức lực, hy sinh tiền bạc, hy sinh riêng tư, hy sinh sự thoải mái của mình vì phục vụ người khác. Đây là điều Chúa Giêsu muốn thấy trong hội thánh của Ngài. Tóm lại, buổi sáng nay tôi chia sẻ cho anh em 4 điều. Điều thứ nhất, để làm được cuộc sống với Đức Chúa Trời, anh chị em phải vượt lên trên những văn hóa sai trật của dân tộc và gia đình mình, bước vào trong lẽ thật của Chúa. Đừng để những sự đó trói mình. Điều thứ hai, anh chị em cần sống với một trái tim bao dung, tha thứ, cảm thông, thay vì đón xét, thay vì lên án, thay vì tìm kiếm sự công bình của chính mình. Hãy bao dung với tất cả mọi người, đó là vượt bình thường. Điều thứ ba, anh chị em phải sống vượt lên trên nỗi sợ hãi mà hàng tỷ người đang sợ, chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi. Đó là lối sống phi thường. Và cuối cùng, anh chị em phải vượt qua cái cám dỗ của quyền lực và cung phụng cá nhân, đúng không ạ? Để có thể sẵn lòng phục vụ người khác. Đây là lối sống phi thường. Chỉ những nhân cách lớn như Chúa Giêsu mới có thể làm được. Nhưng tôi và bạn cho em được Ngài kêu gọi để giống Chúa Giêsu mà. Amen không chứ? Ngài kêu gọi để giống Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải có những điều đó. Đây là cách của chúng ta. Cho nên buổi sáng nay tôi kêu gọi tất cả anh chị em, những ai hiện nay, kể cả trên live stream luôn, những ai hiện nay muốn tin Chúa lắm, muốn đi với Chúa lắm, muốn biết Chúa nhiều hơn, nhưng mà bị những sợi dây văn hóa, gia đình, xã hội trói buộc, tôi khích lệ anh chị em giờ đây hãy cầu nguyện bước nó ra. Mạnh dạn bước nó ra. Nó không cho chúng ta sự sống đâu, nhưng Chúa thì cho chúng ta sự sống. Đừng để những sự đó trói buộc. Những ai đang mắc kẹt trong cái sự xét đoán, nói hành, nói xấu, không chấp nhận anh em mình, người khác, hoặc là chồng vợ không chấp nhận nhau vì điều này điều kia, thì hôm nay hãy giải phóng đi. Có những quyền lực trói buộc chúng ta, những tà linh không tha thứ trói buộc chúng ta, những tà linh đó nó làm cho chúng ta trở thành một người quái dị, nhưng mà mình cứ nghĩ mình là tốt lắm. Chúng ta phải thoát ra. Tôi cũng kêu gọi tất cả những ai đang sống trong sợ hãi, sợ bệnh tật, sợ đói nghèo, sợ nợ nần, sợ đổ vỡ, sợ cô đơn, sợ bị ruồng bỏ,
sợ không nhìn nhận, sợ mình không có giá trị, sợ thậm chí tuổi già, sợ đủ thứ. Thì hôm nay tôi khích lệ người đó hãy cầu nguyện, chỉ tin mà thôi, đừng sợ. Amen cho anh chị em. Và cuối cùng, những ai đang trong cái vị trí mà hiện tại bây giờ không muốn phục vụ người khác, thì hãy thay đổi đi, hãy phục vụ. Tôi muốn mời tất cả anh chị em trên live stream cùng hội thánh giờ này hãy bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện, anh em có thể đứng, có thể ngồi, tùy tình hình. Nếu mà thấy mình máu huyết không lưu thông thì đứng dậy, không phải, để cho máu huyết lưu thông. Chúng ta cầu nguyện với nhau để làm gì nào? Chúa sẽ giải phóng chúng ta. Tôi nói với anh chị em là rất nhiều thứ trói chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta vượt lên mức bình thường trong buổi sáng ngày hôm nay, để sống phi thường cho Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền đặt. Nào, cảm ơn Chúa vì anh chị em đáp ứng. Cảm ơn Chúa vì anh chị em đứng dậy trước mặt Ngài. Tôi tin rằng đây là lúc Chúa hành động. Vâng, Chúa hành động, Chúa hành động, Chúa hành động. Cảm ơn Ngài, đây là lúc Chúa hành động. Đây là lúc Chúa hành động. Tôi kêu gọi anh chị em bắt đầu kiểm tra, những anh chị em trên mạng bắt đầu kiểm tra. Có điều gì đang trói anh chị em chăng? Có điều gì trong văn hóa gia đình, văn hóa xã hội, văn hóa của chính riêng mình đang trói anh chị em trong cái củi của nó mà khiến anh chị em không thể thoát ra để thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa chăng? Có điều gì chăng? Hãy ăn năn. Hãy nói với Chúa, hôm nay con quyết định bứt nó ra. Con quyết định không chấp nhận cái mà người ta gọi là bình thường. Con không chấp nhận nó. Con sẽ sống phi thường. Con sống vượt lên trên. Con sống trong lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời. Con sống trong những gì Chúa kêu gọi con. Cầu nguyện đây nha. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện, bứt đứt ra. Có thể đó là sự thờ cúng trong gia đình. Có thể đó là những cam kết gì đó trong gia đình. Có thể đó là những ràng buộc trong tôn giáo, trong văn hóa, trong gia đình, trong xã hội, trong làng mạc, hay trong tất cả mọi thứ mà anh chị em đang sống, trong công ty, công sở, đó mà đang trói anh chị em. Anh chị em hãy nói với nó, ta bứt đứt mày giờ đây. Ta trói buộc mày giờ đây. Hãy rời khỏi cuộc đời ta giờ đây. Ta không chấp nhận mày trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hôm nay ta chỉ sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Toàn bộ những thứ này hãy rời đi. Toàn bộ những thứ này hãy rời đi. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi thứ thờ cúng bùa chú nào, tất cả những thứ gì thuộc vào văn hóa phi kinh thánh phải bị bẻ gãy ra đây. Bẻ gãy ra đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tiếp đi anh em, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Trong danh Chúa Giêsu. Tôi biết nhiều anh chị em ở đây có thể đang vướng vào những điều này. Những anh em trên live stream cũng vậy, đang vướng vào một số điều. Hãy mạnh dạn giờ này ra một quyết định trước mặt Chúa. Bứt đứt nó. Bứt đứt nó. Bứt đứt nó. Bứt đứt nó. Phá hủy nó. Dọn dẹp nó. Chúng ta chỉ sống trong lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời. Ngôi lẽ thật Đức Chúa Trời. Chúng ta không liên quan một thứ gì, không ràng buộc một thứ gì, không bị trói buộc bởi bất kỳ một thứ gì. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Tất cả mọi tà linh, tất cả mọi linh liên quan đến văn hóa, liên quan đến tất cả những cái gì thuộc về Satan đang trói buộc, đang cầm giữ, đang lừa dối, ta bẻ gãy bây giờ này. Bẻ gãy bây giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi linh ô uế lừa dối này hãy rời đi. Rời. Come out. Đi ra khỏi đời sống họ giờ này. Ra khỏi tâm trí họ giờ này. Ra khỏi tâm trí họ giờ này. Ra khỏi gia đình họ giờ này. Ra khỏi chồng, khỏi vợ, khỏi cha, khỏi mẹ họ giờ này. Ra khỏi, vượt qua khỏi gia đình họ giờ này. Vượt qua suy nghĩ tâm thần của họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hallelujah. Nữa đây em. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Gia đình anh chị em phải dọn sạch cho Đức Chúa Trời.
đời sống cá nhân anh chị em phải dọn sạch cho Đức Chúa Trời. Mọi điều gì phi kinh thánh phải bị dẹp bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, dẹp bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những gì thuộc về tôn giáo, những gì thuộc về thủ tục, những gì thuộc về văn hóa, những gì ràng buộc anh chị em, hôm nay anh chị em quyết định cởi bỏ giờ đây, cởi bỏ giờ đây, cởi bỏ giờ đây. Mọi uế linh phải đi ra, mọi linh uế phải đi ra, mọi uế linh đi ra, mọi linh uế đi ra, mọi linh uế đi ra. Come out, rồi, 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 rồi. Tất cả mọi uế linh đã từng bước vô, tất cả mọi linh uế đã từng bước vô, tất cả mọi linh uế đã từng bước vô qua sự thờ cúng, qua sự thờ lại người chết, qua những cây ăn ở trên bàn kẻ thù. Ta bảo ra đi, ra đi, ra đi, linh uế đi ra. Come on, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy ra đi, ra đi, ra, 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 ra. Mọi sợi dây trói buộc, mọi sợi dây tà thuật, mọi sợi dây thờ cúng người chết, mọi sợi dây của những sự thực hành những tà thuật tà đạo, ta trói buộc bây giờ này, trói buộc bây giờ này, trói buộc bây giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Rồi đi, come out, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Lửa thánh linh, 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 lửa, 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 Holy Ghost fire, lửa, 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 Holy Ghost fire. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi tà linh, mọi linh uế, mọi linh uế, mọi linh uế đã từng trói buộc anh chị em trong tâm trí, trong thân thể, trong đời sống, trong gia đình, mọi linh uế này qua các thủ tục, qua các hủ tục, qua những sự thờ lại, qua những sự thực hành phi kinh thánh, ta trói buộc mày Satan, linh tà thuật, linh đồng cốt, linh bối khoa, linh thờ lại người chết, linh sự chết, ta trói buộc mày đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, linh sự chết đi ra, linh thờ cúng người chết đi ra, linh thờ cúng tổ tiên đi ra. Tất cả những bàn thờ của ma quỷ bị sụp đổ giờ đây, sụp đổ giờ đây, sụp đổ giờ đây. In Jesus mighty name, come out, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Lửa, 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 lửa thanh tẩy anh chị em giờ này, lửa thanh tẩy anh chị em giờ này, lửa thanh tẩy anh chị em giờ này, lửa thanh tẩy anh chị em giờ này. In Jesus mighty name. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, thánh linh ơi, thánh linh ơi, thánh linh ơi, thánh linh ơi, chuyển động giờ này, vận hành giờ này, vận hành giờ này, chuyển động giờ này, vận hành giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi tà linh, linh sợ hãi, những linh trầm cảm, những linh trói buộc về tâm thần, những linh tự ti mặc cảm, những tà linh đó hãy rời đi, linh sợ hãi rời đi, linh vô tín rời đi, rời, rời, tà linh sợ hãi rời đi, linh trầm cảm rời đi, linh vô tín rời đi. Trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu, danh Chúa Giêsu, danh Chúa Giêsu, danh Chúa Giêsu, danh Chúa Giêsu. Hãy rời, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu, phán ra lệnh cho toàn bộ linh sợ hãi,
sợ bệnh tật, sợ chết chóc, tất cả mọi tà linh này, ta bảo hãy rơi khỏi tâm trí của họ giờ này, rơi cảm xúc của họ giờ này, rơi gia đình của họ giờ này, rơi chồng vợ con cái của họ giờ này. Tà linh sợ hãy đi đi, đi đi, trói buộc mày giờ này, 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 trói buộc mày giờ này. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, oh hallelujah. Trong danh của Giêsu quyền năng, tôi công bố sự tự do trên dân sự của Ngài. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. In Jesus mighty name. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố sự phục hồi và chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu, bất kể con quỷ nó ở chỗ nào, nó bị giải, nó bị cột trói và giải phóng giờ này. Bất kể đó là bệnh tật, bất kể đó là nan đề gì, bất kể mọi cánh cửa nào Satan dùng để bước vô, tôi trói buộc nó giờ này, tôi bẻ gãy nó giờ này, bẻ gãy nó giờ này, bẻ gãy nó giờ này, bẻ gãy nó giờ này. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. 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 Mọi điều gì không đến từ Đức Chúa Trời mà có chỗ trong anh chị em hiện nay, tôi công bố nó phải rời đi. Amen. Tôi công bố nó phải đi lập tức bây giờ. Rời đi. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Phải rời đi. Amen. Linh sợ hãi phải đi. Linh trầm cảm phải đi. Amen. Linh nghi ngờ phải đi. Amen. Những linh tà thuật phải đi. Amen. Linh sự chết phải đi. Amen. Mọi ô uế phải đi. Come out. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tất cả quyền lực này trong danh Giêsu phải rời đi. Tôi công bố rằng nó phải đi. Anh em phải được chữa lành, anh em phải được tự do, anh em phải được nâng lên. Tôi công bố Thánh Linh thăm biển anh em giờ này, Thần Đức Chúa Trời thăm biển anh em giờ này, Thần Đức Chúa Trời thăm biển anh em giờ này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus mighty name. Cảm ơn Ngài. Anh chị em biết điều gì không? Chúa đang cảm động tôi nói với anh chị em điều này. Ai trong chúng ta đang cầm giữ những sự vấp phạm trong lòng chống lại người khác, ngay giờ này phải được tự do. Tôi nói rằng ma quỷ nó phải lộ diện giờ này. Anh em biết không, đằng sau một sự cay đắng là có linh cay đắng. Đằng sau một sự không tha thứ là có linh không tha thứ. Đằng sau một sự nóng nảy là có linh nóng giận. Tất cả những con quỷ này nó đang hành hại cảm xúc chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng mình nhưng không phải mình, nó đằng sau. Cho nên tôi nói anh chị em, ngay khi anh chị em ăn năn, ngay khi anh chị em sinh ra, lạy Chúa con tha thứ cho người mà con lên án, con tha thứ cho người mà con nói xấu, con tha thứ cho người mà con đang thù ghét, con tha thứ cho người làm tổn thương con. Những tên đó, tên đó, tôi nói quỷ nó phải xuất đi. Tất cả những gì bên trong nó phải rời đi. Nếu anh chị em bằng lòng ăn năn trước mặt Chúa, mình phải ăn năn, mình phải sinh ra, mình phải thưa với Chúa, mình bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng, và Satan nó mới rời đi. Cho nên tôi nói anh chị em nè, hãy ăn năn, hãy xưng tên của người đó ra, hãy nói trước mặt Chúa, con quyết định hôm nay không để những sự đó trở thành cuộc sống bình thường của con. Con quyết định sống vượt trên mức bình thường. Con quyết định tha thứ và yêu thương. Con quyết định chấp nhận và cảm thông. Chúa hãy chấp nhận con. Chúa hãy giải phóng con. Chúa hãy khiến cho lòng con được tự do. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi công bố toàn bộ tà linh không tha thứ nóng giận, toàn bộ tà linh nào
của sự cay đắng, của sự tổn thương đang cầm buộc cảm xúc của anh em giờ này. Tôi ra lệnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, phải rời đi giờ đây. Hãy đi ra, đi ra, đi ra. Linh tổn thương đi ra, linh cay đắng đi ra, linh không tha thứ đi ra, tha linh nóng giận đi ra. Come on, đuổi nó ra, đuổi nó ra, đuổi nó ra, đuổi nó ra, đuổi nó ra. Những anh em nào đang giữ trong lòng những sự đó, đuổi nó ra. Đuổi nó ra, dù đó là vết thương của 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, nó không bao giờ tự nó đi đâu. Anh chị em phải ăn năn và đuổi nó ra. Mọi tà linh phải rời đi, mọi cay đắng phải rời đi, mọi nóng giận phải rời đi, mọi buồn khổ phải rời đi, mọi sự tổn thương phải rời đi. Thay vào đó là yêu thương, là bình an, là vui mừng. Trong danh Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, tôi giải phóng tâm lòng của anh chị em, tôi giải phóng cảm xúc của anh chị em, tôi giải phóng suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của anh chị em, giải phóng anh chị em giờ này, trong danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Chưa hết đâu anh chị em. Chúa còn muốn tôi cùng với anh em hãy cầu nguyện một điều nữa. Đó là trong anh em chúng ta, chị em chúng ta, có những ai đang sống trong những sự sợ hãi lo âu. Anh em biết không, sợ hãi lo âu là đức tin của Satan. Bất kể nó nấp dưới hình thức nào, bất kể nó ở dưới hình dạng nào, bất kể đó là từ đau bệnh, tài chánh, tiền bạc, mối quan hệ gia đình, tương lai, bất kể nó dùng gì để nó gieo, thì nó đều đến từ hỏa ngục. Tôi muốn anh chị em giờ này hãy từ chối nó. Chúa nói rằng các con đừng có lòng lo lắng. Chúa nói như vậy mà, đừng có lòng lo lắng, hãy sống trong sự bình an và đầy đức tin. Anh em đang lo điều gì? Anh em đang sợ điều gì? Hãy nói với Chúa đi. Lạy Chúa, con sợ ngày mai, xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con sợ nợ nần, xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con sợ cái bệnh này nó giết chết con, lạy Chúa tha thứ cho con. Cầu nguyện đi anh em. Bất cứ anh em sợ điều gì, anh em sợ không có việc làm, lạy Chúa tha thứ cho con. Bất cứ điều gì anh em đang sợ, đang căng thẳng, hãy thưa với Chúa, trình với Chúa, ăn năn với Chúa giờ này. Trong danh Giê-xu, trong danh cứu Chúa Giê-xu, trong danh cứu Chúa Giê-xu người Nazareth, trách truyền lệnh cho mọi tà linh của sự sợ hãi phải rời đi. Mọi linh của sự sợ hãi lao trầm cảm hãy đi đi. Tà linh của sự tâm thần hãy đi đi. Tà linh liên quan đến tâm trí hãy đi đi. Come on, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi Satan, đi đi Satan, đi đi các oai linh và quỷ sứ của mày. Rơi, 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 rơi đi, rơi đi. In Jesus' mighty name, hãy rời đi, hãy rời đi, hãy rời đi. Bất kể sự lo âu nào, ta hủy bỏ toàn bộ sự lo âu đó trên dân sự của Ngài. Bất kể sự sợ hãi nào, ta hủy bỏ sự sợ hãi đó trên dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cha trên trời muốn ban Thánh Linh cho chúng ta, để giúp chúng ta đắc thắng tất cả những gì mà chúng ta vừa cầu nguyện. Tôi nói với anh chị em, khi anh em đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì sự sợ hãi không có chỗ trong tâm lòng chúng ta. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì sự xét đoán hận thù không có chỗ trong lòng chúng ta. Amen. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì không một thứ gì có thể kiểm soát và trói buộc chúng ta. Chúng ta tự do hoàn toàn. Anh em hãy khao khát Thánh Linh của Chúa. Ta
Cảm ơn, tất cả hãy giơ tay lên. Yes. Và bây giờ này, tôi cầu nguyện để thần của Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta. Lạy Cha yêu thương, con cầu nguyện để Thánh Linh của Ngài chuyển động giờ này. Vì Ngài yêu con cái của Ngài, và Ngài hứa rằng trong thời kỳ sau cuối, Ngài sẽ đổ thần Ngài trên mọi loài xác thịt. Ngài sẽ khiến cho con trai con gái chúng con sẽ nói tiên tri, sẽ thấy sự hiện thấy, sẽ thấy chiêm bao và nhiều điềm lạ trong cuộc đời chúng con. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay chính giờ này, căn cứ theo lời hứa của Ngài, Cha ơi, hãy đổ Đức Thánh Linh xuống dân sự của Ngài. Tuôn đổ xuống giờ này, tuôn đổ xuống giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu, đón nhận từng người, từng người, từng người, từng người, từng người. Thánh Linh của Chúa chạm anh chị em giờ này, chạm anh chị em giờ này, chạm từng người giờ này, chạm vào đôi tay của anh chị em giờ này, giáng xuống hồn anh chị em giờ này, giáng xuống thân thể anh chị em giờ này, giáng xuống giờ này, giáng xuống giờ này, giáng xuống giờ này, giáng xuống giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Hãy đầy Thánh Linh, 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 đầy, 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 đầy trong cảm xúc, đầy trong lý trí, đầy trong thân thể, đầy trong linh hồn. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nở đi, nở, nở. Ai khác hãy đến mà uống, hãy uống Thánh Linh, hãy uống Thánh Linh, hãy uống Thánh Linh, hãy uống Thánh Linh, hãy uống Thánh Linh giờ đây. In Jesus mighty name. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Tôi công bố quyền năng của Ngài trên anh chị em. Tôi công bố sự chữa lành Ngài trên anh chị em. Tôi công bố sự chữa bệnh của Ngài trên anh chị em giờ đây. Thánh Linh của Ngài đến giờ này, 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 đến giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah. Hãy đón nhận, hãy đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đón nhận thân mạnh sức của Đức Chúa Trời. Hãy đón nhận thân trí phúc không ngân của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. In Jesus mighty name. Tôi tuyên bố huyết của Chúa Giêsu phủ trên ông bà anh chị em. Tôi tuyên bố ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu lên ông bà anh chị em giờ này, chiếu bởi Thánh Linh giờ này. Trong tia sáng của nó có sự chữa lành, hãy được lành giờ này. Mọi thân thể phải được lành giờ này, lành bệnh giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. In Jesus mighty name. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Cha cuộc đời con, hallelujah. Mà khiến con gần Cha, đôi tay đắm con nên tươi mới. Chẳng ngày đâu xanh cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dạy đầy. Nguyện thờ phương Cha bằng trọn cả linh hồn này. Và con luôn khao khát Chúa, nguyện sinh dâng Cha cuộc đời con. Chạm con và khiến con gần Cha, đôi tay thầm con nên tươi mới. Chẳng đời đâu xanh cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dạy đầy. Nguyện thờ phương Cha bằng trọn cả linh hồn này. Và con luôn khao khát Chúa, nguyện xin dâng Cha cuộc đời con. Chạm con và khiến con gần Cha, đôi tay thầm
con được Thánh Linh Cha dạy đầy, nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Và con luôn khao khát Chúa, nguyện xin dâng Cha cuộc đời con, chạm con và khiến con gần Cha. Đời này tâm con nên tươi mới, chẳng đời đâu xanh cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dạy đầy, nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Chúng ta cảm ơn của Chúa để phục vụ Chúa. Tất cả anh em chúng ta cảm ơn của Ngài để phục vụ Ngài. Anh chị em ạ, anh chị em từ nơi xa đến đây, và nhiều người ở rất là xa để đến đây, tôi tin rằng anh chị em mong đợi Chúa Thánh Linh sẽ làm một điều gì đó bứt phá trong tâm lòng của mình, để khi mình trở về, mình đầy ơn và sống một cách phi thường cho Chúa. Cho nên đây là điều mà tôi đọc được khi Đức Thánh Linh truyền cái thông tin đó cho tâm lòng của tôi. Tôi biết anh chị em đang mong đợi điều này, cho nên bây giờ đừng vội vàng trước mặt Chúa. Tụi anh chị em hãy khát khao đi, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con khát khao ơn của Ngài, để cuộc đời con không phải là bình thường nữa, mà trở nên phi thường. Phi thường. Cầu nguyện, 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 cầu nguyện. Hallelujah. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mở mắt lên đi, cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa, thưa với Chúa, thưa với Chúa. Thưa với Chúa, thưa với Chúa. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Thưa với Chúa, thưa với Chúa. Chúa ơi, biến con trở thành công cụ phi thường của Ngài. Cho con trở thành công cụ phi thường của Ngài. Ô, để con đầy ơn phụng sự Ngài, đầy ơn mà hầu việc Ngài, đầy ơn mà có thể phục vụ người khác. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tiếp tục lên trên, tiếp tục nào. Ô, hallelujah, 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 hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. 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 Chắc chắn Chúa ban ơn cho chúng ta khi chúng ta hết lòng cầu nguyện. Chúa ban ơn cho chúng ta khi chúng ta hết lòng cầu nguyện để được phục vụ Ngài, phục vụ người khác, phục vụ trong tình yêu, phục vụ trong lòng nhiệt thành, phục vụ trong lễ thật của Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 In Jesus mighty name. Cảm ơn Chúa. Yes. Tôi muốn anh chị em hãy làm một động tác rất là đầu phục Chúa giờ này. Đó là mình xè đôi bàn tay mình ra trước ngực như một động tác đầu phục Chúa. Ý là anh chị em muốn thừa nhận với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con xin ơn của Ngài. Nếu không có ơn Ngài, con không thể hầu việc Ngài được. Dạ, anh chị em xè bàn tay ra đằng trước. Xè bàn tay ra đằng trước. Và bắt đầu tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Tôi cầu nguyện để Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em một cách đặc biệt, và Ngài sẽ gia ân cứ trên anh chị em giờ này. Hãy xe bàn tay mình ra đằng trước nha. Ai đầu phục thì người đó sẽ nhận. Ai tin người đó sẽ nhận. Dạ, nhận, nhận. Hãy chú ý đến đôi bàn tay của mình. Hãy chú ý đôi bàn tay của mình. Yes. Cha ơi,
con cầu nguyện ngay bây giờ, Đức Thánh Linh, Ngài đến với phần thưởng của Ngài, và Ngài sẽ đặt phần thưởng là ân tứ Ngài vào đôi bàn tay của anh chị em con. Con tin Ngài đang làm điều đó, Ngài đang chuyển động trong hội thánh Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã sẵn sàng. Và tôi nói với anh chị em giờ này, hãy bắt đầu nhận. Nhận, nhận, nhận. Một điều gì đó Ngài làm trên anh chị em, hãy nhận. Nhận. Trong danh Chúa Giêsu, ân tứ sẽ xuất hiện trên anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài sẽ đặt phần thưởng của Ngài vào đôi bàn tay anh chị em giờ này. Hãy nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận ơn của Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Đặt vào hạ cha ơi. Đặt ơn vào hạ cha ơi. Đặt thần Ngài vào hạ cha ơi. Họ sẽ ôm lấy ơn và quyền của Ngài để phục vụ hội thánh Ngài cha ơi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nỡ Chúa ơi. Nỡ, 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 nỡ. Gia tăng, gia tăng, gia tăng. Nỡ, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng. Nỡ đi, nỡ đi. Thánh Linh Ngài đang chuyển động. Thần Ngài đang chuyển động. Thần Ngài đang chuyển động. Thần Ngài đang đụng vào từng người. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Chúa chạm vào từng người giờ đây. 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 In Jesus mighty name. Oh hallelujah. 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 Tôi biết Chúa cảm động tấm lòng chúng ta một cách đặc biệt. Và sự cảm động đó là khởi đầu để chúng ta được biến đổi cho Ngài. Chúng ta thay đổi cho phù hợp với Ngài. Ngài đang uống nắng tỉa sữa chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Chúng ta cảm ơn Ngài. Lạy Chúa cùng cầu nguyện. Ngài sử dụng tất cả ông bà anh chị em con. Cha ơi, con cầu nguyện Thánh Linh Ngài sử dụng tất cả ông bà anh chị em con đang có mặt ở nơi này. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Jesus, 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 Jesus. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.